Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái bô xin nha anh chị, luống bảng luống chuyện đó anh chị ơi, bốn chân kiền khú móng sò, lưng thẳng đòn dài, lông da bóng dần anh chị, lông nhuyễn da sát, bò này đã tách mẹ không mù be đó, thì hiện dạng chưa sổ mũi luôn anh chị ơi, chân là móng sò, đầu trụ lưỡi xé tích thì nghiêm chỉnh đó. Mẫu bò này thì mình làm nuôi gầy có ít vốn, mình nuôi gầy nái sinh sản thì bao ok. Anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, giá là 14,5 triệu, bao ship thành phố Tân An. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trong hình đó, thì có bò thịt thì trao đổi cũng được anh chị ơi. Đó thì mẫu này thì mẫu nái sinh sản, mình nuôi sinh sản đường dài ngon lành đó, mình ít vốn thì mình bắt con bò này mình nuôi mau rẻ tiền anh chị ơi. Đó 14,5 triệu là bao ship nha anh chị. Đó anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em.